Tập đầu tiên của loạt bài review game 2022, chúng ta làm một con game nhẹ nhàng. Con game có tên là Subway, nó thuộc thể loại runner. Các kiểu nhân vật ở đây lấy theo mẫu của Genshin Impact, hầu hết là như vậy. Nhân vật thôi nhé, còn môi trường thì có lẽ các bạn ấy dùng một cái dựng sẵn ở đâu đấy. Nói chung con này theo mình đánh giá là ở trạng thái playable, ok, khá là ngon. Có một cái bug duy nhất là thế này, không biết là bug hay là tính năng nhỉ, chạy xuyên qua luôn nó không có nhảy, thì muốn lên trên là phải nhảy, thì đối với mình thì nó là một tính năng chưa hoàn thiện, bug hay không mình không rõ đấy, phải như này lên trên được. Ngoài ra cũng không có vấn đề gì cả, mình đã nói về mặt kỹ thuật nhé, kỹ thuật chưa nói về design đâu. Thì bạn có gửi cho mình qua mail để đăng ký nhận package và nhờ mình tư vấn một chút, thì bạn ấy có thông tin là muốn mình đánh giá về con game này. Thì đấy, vừa rồi đánh giá của mình, đây là trạng thái playable. Playable thôi, chúng chưa phải là hoàn thiện đâu, con game còn rất nhiều thứ để hoàn thiện. Bạn ấy hỏi là chỉ mình cách tối ưu code, thì thú thật là bây giờ cách tối ưu code cho những con game của các bạn ấy, nói ngắn gọn là các bạn xem những loạt bài này, tất cả những loạt bài lập trình cơ bản 2D này, cơ bản cho người mới này, 2D này, 3D này, tất cả những cái này đều là cơ bản hết. Để code của các bạn đạt được cái trạng thái gọi là tối ưu ấy thì phải một thời gian dài luyện tập, chứ không không có ai giúp bạn trong một cái búng tay có thể thành như vậy được. Thì nếu như mà anh em không có thời gian xem hết thì ít nhất cũng xem được cái này, xem cái này và hiểu được cái nội dung mình muốn truyền tải trong clip ấy. Còn nếu như mà xem tập 13 này mà không hiểu được nội dung mình muốn truyền tải thì cách duy nhất là phải xem hết những loạt bài này, bởi vì cái kiến thức để cho code nó tối ưu ấy, nó nằm rải rác khắp nơi ở trong tất cả những cái bài này. Như mình nói, vì nó có rất nhiều vấn đề, nó liên quan tới chuyện là code viết cho dễ hiểu này, rồi chỉnh sửa dễ hơn này. Đấy, thì đấy là cái cách tổ chức code, rồi những cái principle nằm rải rác khắp nơi. Thì lời khuyên là xem hết những cái cơ bản này ở đây và luyện tập đâu đó 1-2 năm, nếu bạn thiên tài thì có thể là nửa nửa năm là các bạn có thể sẽ hiểu được. Đấy là về vấn đề câu hỏi của các bạn dành cho mình. Thì thời lượng còn lại mình muốn nói về cái vấn đề gì? Mình muốn nói về vấn đề hoàn thiện game. Ý, tuần trước hay là cuối năm vừa rồi 2021 có bạn hỏi mình về vấn đề làm sao hoàn thiện game. Bây giờ cái từ hoàn thiện game nó ám ảnh mình luôn. Bây giờ nhìn nhìn con game nào mình cũng nghĩ chuyện làm sao để hoàn thiện nó. Thì thật ra nhé, cái công thức làm game ấy nó không có gì gọi là cao siêu lắm đâu. Nếu các bạn đào sâu về game design ấy, các bạn sẽ thấy là có một số công thức nhất định thôi. Và cụ thể thì bây giờ các bạn chơi những con game trên di động thì các bạn thấy nó na ná giống nhau. Đấy, thì nó gồm những cái gì? Thì thứ nhất này, thể loại running này á, nó chỉ có một cái engine thôi, một nó họ gọi là cái cơ chế của game, mechanic của game ấy, đó là chạy trong khoảng 3 làng hoặc 4 làng rồi nhảy lên nhảy xuống. Thì cái thể loại này nó chỉ có như vậy thôi. Thế thì cái chuyện gì nó làm lên sự khác biệt của những con game? Đó chính là những cái hệ thống bên này, hệ thống nhiệm vụ, hệ thống skill item, đây là những cái làm khác biệt. Và những cái hệ thống này á, hầu như game nào cũng có. Ví dụ như bạn chơi game bắn súng cũng có hệ thống nhiệm vụ, các bạn chơi GTA 5 cũng có nhiệm vụ, cũng có item unlock đấy, rồi cũng có story mode, thậm chí là con game như Spider-Man này cũng y chang như vậy, hay là Prototype, hay tất cả những con game khác nó đều xung quanh như vậy. Thì đó là vấn đề của cái ngành game, nó không có gì khác biệt cả. Cho nên là dạo gần đây những cái game indie nó nổi lên là vì sao? Những game indie là những game họ truyền tải những cái trải nghiệm mới. Thế thì bây giờ chúng ta chưa nói chuyện làm sao để được như game indie nhé. Bây giờ chúng ta chỉ nói làm sao để làm được như cái hệ thống một game truyền thống. Đó là game chúng ta phải có hệ thống nhiệm vụ rõ ràng, hệ thống skill, hệ thống unlock. Đấy, tới đây này. Tới đây là game cũng có thể gọi là hoàn thiện rồi. Nếu mà muốn game muốn vui hơn thì thêm hệ thống combat và system story mode vào. Và mình đảm bảo với các bạn là bất kỳ con game nào, bất kỳ thể loại nào các bạn cũng có thể làm những vấn đề này. Câu chuyện là các bạn có đủ nguồn lực để làm hay không. Mình ví dụ nhé. Như con game của bạn này, các bạn đã có một cái thứ nhất đấy là cái đây đã có một cái bộ gọi là skin rồi đúng không? Thì đây có thể gọi là hệ thống item unlock cũng được, hay là avatar unlock cũng được. Đấy, đây là một cái rất là ok rồi. Thì câu hỏi là các bạn có đủ tài nguyên để các bạn làm tiếp hay không? Ví dụ bây giờ mình ví dụ con Minion này này. Họ có một hệ thống, tại sao họ chọn Minion? Bởi vì trong cái concept của Minion ấy có rất nhiều loại Minion, và với chừng này này là đây gọi là item unlock hoặc là skin unlock, thì nó tạo cho người chơi một cái mục đích chơi. Mục đích chạy của Running là gì? Mục đích chạy của Running là thu thập những cái này, thu thập những cái skin này. Đấy, hoặc là mua hoặc là gì đó mình không biết, mình tự thập. Thì bạn cũng phải đưa cho người chơi một cái mục đích chơi.
Và tất cả những cái này đều là mục đích chơi hết. Hệ thống nhiệm vụ cũng là mục đích chơi, skill unlock cũng là mục đích chơi, chơi để unlock tất cả các skill, chơi để unlock tất cả các item. Đấy, hệ thống combat là để tạo trải nghiệm mới cho người chơi, dụ như đánh quái rớt đồ ấy, hoặc là skill cũng vậy. Skill chúng ta vẫn có thể là unlock skill, ví dụ như là mua nhân vật này hoặc là chọn nhân vật này thì có skill này, chọn nhân vật kia thì có skill kia. Cuối cùng mới là cái story mode. Cái story mode các bạn cũng không, đối với con Ronin nha, các bạn cũng không cần làm cho nó hoàn thiện như một con game của Nhật đâu, của hay là của fantasy đâu, không cần làm như vậy. Ví dụ như bây giờ trong cái bối cảnh của cái Mina Runner này thì cứ mỗi một đợt mà phim nó ra hay một sự kiện gì đấy đấy thì như Noel này đấy là sự kiện Noel, là story mode Noel, là cái nhà làm game ấy họ cho người chơi cảm nhận được rằng là mấy con minion này nó đón Giáng sinh như thế nào, rồi Halloween nó làm gì, rồi đại khái là như vậy. Thì đó cũng là một story mode rồi. Thì cái lý do mà con minion này nó phổ biến là vì nó có một bộ phim rồi, nó có một bộ phim phía sau câu chuyện này rồi, cho nên là cái người làm game này họ không cần phải xây dựng cái câu chuyện, bởi vì người ta biết minion là gì, người ta biết câu chuyện gì đã xảy ra với minion, và tụi họ biết được những con minion này nó dở hơi cảm lợn như thế nào đấy. Thì đấy là cái lợi ích khi mà người ta xây game dựa trên một cái câu chuyện đã có sẵn rồi. Còn các bạn ở đây thì mình thấy là bạn đi theo hướng của Genshin Impact, thì đấy cũng là một cái quyết định khá là hay. Các bạn có thể dựa trên câu chuyện của Genshin Impact để các bạn chạy, thậm chí các bạn có thể làm, nếu các bạn đủ tài nguyên nhé, các bạn kiếm đủ tài nguyên nhé, các bạn có thể làm cho những nhân vật chúng ta chiến đấu với con rồng xanh ở trong ngay trong game này ấy. Và nếu vậy thì các bạn sẽ gặp vấn đề là bản quyền đúng không? Thì mình thú thật thế này, nếu các bạn làm game một mình và nếu các bạn không có mục tiêu, của các bạn không phải là kiếm tiền thì các bạn không cần quan tâm đến bản quyền. Đấy, nếu như mà chúng ta là kiểu sinh viên, một người làm vì đam mê thì mình nói thật luôn là không cần quan tâm bản quyền, cứ làm và cứ up lên, cứ share với mọi người. Đấy, khi mà ví dụ như mà lỡ nhưng mà các bạn xui đi mà cái game nó thành công kiếm tiền triệu cho các bạn thì các bạn gỡ game xuống làm game khác, chẳng có gì phải ngại cả. Đấy, như cái giống như Flappy với Hà Đông thôi, dù áp lực dữ lượng quá thì cứ gỡ xuống rồi đi làm chuyện khác, chả vấn đề gì cả nhá, không không phải lo ngại vấn đề đấy, và cũng chẳng ai đi kiện một người đâu. Ví dụ như bây giờ công ty nào đấy họ làm đợt vừa rồi đấy, người ta cứ nói là game Flappy Bird ăn cắp ý tưởng, ăn cắp gì của Mairo, nhưng mà bên Nintendo họ có nói gì đâu, họ không quan tâm đấy. Như bạn cứ làm với đam mê là ok. Thì đấy là những cái chia sẻ của mình đối với cái con game Subway của các bạn. Cố gắng nhá. Ok, chào mọi người.